Chuyến công du của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến bán đảo Ả Rập đã gặt hái được những thành công bước đầu trong việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng ở Đức, khi Đức thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Đức tại UAE, công ty năng lượng RWE có trụ sở tại Essen, Đức đã ký hợp đồng nhận lô khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG đầu tiên từ một công ty quốc gia vùng vịnh này với khối lượng 137.000 mét khối, tương ứng khoảng 822 triệu kWh. Theo thỏa thuận, khí đốt sẽ được vận chuyển bằng tàu vào tháng 12 tới trạm tiếp nhận mới ở thành phố Brunsbüttel, bang Schleswig-Holstein thuộc miền Bắc nước Đức, nơi những đường ống đầu tiên đang được lắp đặt. Theo RWE, một bản ghi nhớ về việc cung cấp LNG dài hạn bắt đầu từ năm 2023 đã được ký kết. Thương vụ này được coi như một cột mốc quan trọng đối với nguồn cung khí đốt hóa lỏng trong tương lai của Đức. UAE là chặng dừng chân thứ hai của nhà lãnh đạo Đức sau Ả Rập Xê Út và điểm đến thứ ba là Qatar. Bộ Ngoại giao Anh thông báo Ngoại trưởng nước này ông James Cleverly sẽ thực hiện chuyến công du 3 ngày từ ngày 26 tháng 9 tới các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Đây là một trong những chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông Cleverly trên cương vị Ngoại trưởng Anh, thể hiện vị trí quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Anh. Tại Nhật Bản, Ngoại trưởng Anh James Cleverly sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Trong cuộc gặp giới chức nước chủ nhà, ông Cleverly sẽ tái khẳng định cam kết của Anh đối với mối quan hệ với Nhật Bản, đối tác an ninh thân cận nhất của London tại châu Á. Tại Hàn Quốc, ông Cleverly dự kiến gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol, Ngoại trưởng Park Jin và thăm khu phi quân sự ở biên giới Liên Triều DMZ. Tại điểm đến cuối cùng Singapore, ông sẽ gặp Thủ tướng Lý Hiển Long thảo luận về an ninh khu vực và thương mại. Ngoại trưởng Anh tái khẳng định cam kết lâu dài của Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện qua việc London mong muốn thiết lập một sự hiện diện lớn hơn và lâu dài tại khu vực này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng. Phát biểu tại khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ấn Độ và Brazil là những ứng cử viên xứng đáng cho vị trí Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an. Theo Ngoại trưởng Nga, Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an phải phù hợp với thực tế hiện nay. Ông Lavrov cho biết, Moscow nhìn thấy triển vọng làm cho Hội đồng Bảo an trở nên dân chủ hơn, bao trùm hơn thông qua việc mở rộng cơ quan này thêm một số quốc gia châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Ông Lavrov nói thêm rằng việc mở rộng Hội đồng Bảo an mà không có sự tham gia của người châu Phi là điều không thể. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an mang tính ràng buộc, tất cả thành viên Liên Hợp Quốc có trách nhiệm tôn trọng và thi hành. Vì vậy, Hội đồng Bảo an được coi là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, bão Hermai đã đổ bộ vào quần đảo Canary của Tây Ban Nha, gây mất điện, lũ lụt, lở đất và 215 chuyến bay bị hủy vào ngày 25 tháng 9. Khi đổ bộ vào chiều ngày 24 tháng 9, bão Hermai đã mang theo mưa lớn với lượng mưa cao kỷ lục trong tháng 9 ở 6 khu vực khác nhau của quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Vào ngày 25 tháng 9, bão Hermai đã được hạ cấp từ cơn bão nhiệt đới xuống áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, các nhà chức trách Tây Ban Nha cảnh báo hệ thống bão sẽ đến gần quần đảo nhất trong khoảng thời gian từ đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Các sự kiện trong trường học, sự kiện thể thao và văn hóa sẽ bị đình chỉ đến hết ngày 26 tháng 9. Cho đến nay, chưa có trường hợp thương vong nào do bão Hermai được báo cáo. Hôm 24 tháng 9, ngay trước khi cơn bão Hermai đổ bộ, cảnh sát miền Tây Ban Nha cho biết đã giải cứu 23 người di cư Maroc đi trên một chiếc xuồng bơm hơi.